Mình xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến cho anh em cái bộ đóng ca bi vở mà bên mình đang cung cấp cho các anh em trên thị trường. Thì cái sản phẩm này thì mình đã cung cấp cho anh em rất nhiều năm rồi, thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng anh em nhé. Thì cái bộ mà lấy ca bi vở này thì nó gồm có 2, 4, 5 chi tiết anh em nhé. Và cái số bi của nó thì có 6301, 6300, 6201 và 6203 anh em nhé. Vâng. Và bây giờ thì đây có một cái bánh xe thì hiện tại bây giờ nó bị vỡ bồng bi đây anh em nhá. Và nó vỡ mất cái lõi ngoài ra rồi và nó chỉ còn cái áo bi ở bên trong thôi. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái bộ đóng ca bi vỡ anh em nhá. Vâng. Đây mời anh thực hiện giúp tôi. Đây thì anh em sẽ chọn một cái đầu và có cái số bi nó tương ứng với cái vòng bi của mình. Nếu như anh em không có cái sản phẩm này thì anh em phải hàn hoặc là anh em phải xếp bi lại thì nó rất chi là công cành, và khi hoặc là hàn thì nó sẽ không được nhìn, nó không được chuyên nghiệp, khách hàng họ đánh giá anh em nhé. Đấy, anh em có thể là bóng mồi vào và anh em vặn vào thì nó sẽ nở ra, vặn vào thì nó sẽ nở ra anh em nhé. Vâng, hàng bên mình thì chia sẻ đến anh em là trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều hàng nhái, và mình xin chia sẻ đến anh em là nếu như mà anh em cái hàng nhái thì anh em nhìn này, ở tay tôi đây nó có chữ CSG, nếu như hàng chính hãng thì là sẽ khắc chìm cái chữ CSG này xuống bên dưới, còn nếu như hàng nhái thì là bắn laser cái chữ này nổi bên trên anh em nhé. Vâng, sau khi mà anh em siết chắc rồi thì anh em lật qua lại và anh em đóng là ra thôi. Anh em chú ý là anh em nên siết cho thật chặt anh em nhé, nếu anh em siết lỏng thì thứ nhất là nó không ra được, cái thứ hai nó hư cái đồ, hư đồ của mình. Đây anh em đóng ạ, đóng ngược, lật ngược với lại đóng ạ. Rồi ông được rồi, mượn rồi ông thấy là anh em thấy chưa, nó nở ra và nó ra rất chỉ là đơn giản đúng không ạ. Rồi ok anh em, rất đơn giản. Và mình xin chia sẻ lại cho em một lần nữa, nếu như mà cái hàng chính hãng, cầm nó giúp tôi trên thế này giúp tôi, nếu như hàng chính hãng thì anh em nhìn thấy cái chữ đây này là hàng chính hãng là sẽ khắc đánh dấu chữ SCG mà khắc chìm xuống bên dưới, còn nếu như hàng nhái là bắn laser nổi bên trên anh em nhá, và hàng nhái thì chất lượng kém và nó không bền, còn hàng chính hãng thì nó rất chỉ là bền, nhưng mà hàng chính hãng thì giá tiền đắt, còn hàng nhái thì nó sẽ rẻ hơn cái bộ này khoảng tầm 150.000 anh em nhé. Anh em cần cái hàng này thì gọi vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp cho anh em, và khi cung cấp cho anh em thì hàng về đến tận nhà anh em kiểm tra đúng hàng thanh toán, không đúng hàng hoặc là không ưng thì anh em trả hàng về cho mình anh em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.